Xin chào các bạn, Mai Xuân và các bạn cùng Webtoon Wiki đến với chương 7 của Webtoon Chiêu Hoàng Thần Thoại Ký. Bộ truyện được sáng tác bởi tác giả Basa Comics. Để nghe chọn bộ những chương truyện khác của Webtoon Chiêu Hoàng Thần Thoại Ký và những bộ truyện Webtoon thú vị khác, các bạn có thể truy cập vào kênh vào phần danh sách phát để được nghe bộ truyện Webtoon thú vị nha. Và bây giờ mình sẽ đọc chương 7 luôn nha. Chiêu Hoàng Thần Thoại Ký, chương 7, Hắc Dạ Quân. An công, người nói xem, vua cha còn có thể trụ được bao lâu nữa? Công chúa! Xin người đừng nói vậy! Hiển nhiên là không còn được lâu nữa, phải không? Thế cuộc bây giờ đã không còn gì để níu giữ được nữa. Ta lại chỉ là một công chúa. Không còn vua cha, ta còn có thể làm được gì đây? Đến lúc đó, chính là khi bi kịch của ta lặp lại. Nhưng ta vẫn muốn tranh đấu một trận, cho dù phải đầu rơi máu chảy. Ta muốn trăm năm kế tiếp, Đại Việt vẫn sẽ là Đại Việt của họ Lý. Người cũng hiểu chứ? Ta biết vua cha bị bệnh, nhưng cha ta không hề phát điên. Và An Công là người duy nhất ở bên canh giữ cha. Công chúa, người muốn như thế nào? Hả? Ta chỉ là một công chúa. Ta còn có thể như thế nào? Nhưng bởi vì thế bọn chúng sẽ không đề phòng ta. An Công, ta cần người ở bên cạnh, trở thành tay chân, tay mắt, thanh kiếm của ta. Đôi tay này còn quá bé nhỏ để có thể thay đổi được cả một thời cuộc rối ren. Bởi vì dĩ nhiên, ta sẽ chẳng làm được gì nếu chỉ có một mình ta. Bởi vì thế, ta cần thật nhiều bàn tay to lớn trở thành sức mạnh của ta. Thần đã hiểu. Công chúa, thần sẽ nói lại với Đức Ngài. Đa tạ. Vừa rồi là toàn bộ nội dung chương 7 Webtoon Chiêu Hoàng Thần Thoại Ký. Nếu bạn yêu thích video, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và truy cập vào kênh webtoon.vn để đón bộ truyện Webtoon thú vị nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.